Thống kê ở Mỹ này mà chính thức những người tị nạn khoảng 2,5 triệu người. Nhưng mà mình đã qua đây là 49 năm, nãy cái bài ca nãy là 49 năm đúng không? 49 năm mà nếu mà tính ra cũng sanh cũng 3-4 đời, những đứa này nhỏ nó đâu có nghĩ nó người Việt nữa, nó đâu có cần phải thống kê. Thì nếu mà con nhân mấy triệu người mà nhân 3-4 đợt đi, cho cái người nào mà gia đình tệ nhất cũng sanh 2 người á, thì có 5 đứa, hồi đó qua đây có 1 mạng rồi bây giờ có 5, thì cứ nghĩ, thì nó phải là 5-6 triệu người không? Sư phụ tính luôn cả những cái thằng nhóc mới đẻ, nó miễn nó người Việt thôi. Tại thể cái đầu của nó mà không có thể mọc tóc vàng được, con mắt của nó không có phải là con mắt blue eye, không có mắt xanh được, thì là mình cho mày người Việt, tao không có khe mày là đẻ ở đây, ba mày đẻ ở đây tao cũng không khe nữa, mày cũng là người Việt. Thì sư phụ mới tính về khoảng 6 triệu người. Tại nó cũng còn nói tiếng Việt mà. Ừ, nó cũng vẫn còn ăn nước mắm. Tại cả ly đứa nhóc nào cũng ăn nước mắm được hết trơn á, đúng không? À, đâu có bỏ nước mắm của mình đâu. Nó còn khoái ăn phở nữa. Khi nào mà mày ăn phở mà mày bị ói thì lúc đó tao không tính. Chứ còn ăn phở được, ăn nước mắm được là mày vẫn là người Việt. Không có cần biết là ba mày đẻ đây, mày đẻ đây 4 đời. Thì khoảng 6 triệu người á. Mà con tưởng tượng mà 6 triệu người này á, sắp sửa mà đi về Việt Nam á, tự mình làm nền kinh tế cho riêng của người Việt mình thôi, là cả Sài Gòn hay là Bến Thành cũng náo nhiệt nữa. Lúc đó những cái nhà mà ở ngay mặt tiền đó, nó mắc hơn gấp 4 lần thời nay bây giờ. Thì đó là đợt đầu tiên là đi bằng tàu không, rồi tới đợt kế tiếp thì đi vượt biên. Thì sau đó những người vượt biên chân ướt chân ráo qua đây, không có thân nhân, giống như hồn có thân nhân, con không có cha không mẹ cũng không bà con anh em bạn gì, có đói kiếm một người mà quen thôi á để mình gạ mình nói chuyện mượn 5 đô cũng không có. Còn đa số người ta cũng có bà con 2-3 đầu ông, hễ có chút bà con này là chạy tới nhận bà con, chứ hoàn toàn là zero, không có luôn á, có nghĩa là chết ngoài đường là không ai lấy xác, sống vậy đó. Tại vì bà con ý hộ là ở bên Canada với Úc không à, tại vì một người qua chỗ nào á là người ta kéo, người ta bảo lãnh qua đó, còn qua Mỹ này là đi hên, mà hên cái là lọt vô cái ngay cái chỗ mà làm chip nó Silicon Valley nữa, mình mới có tiền mua cái núi, chứ còn lọt vô những thành phố Kansas hay là mấy tiểu bang kia chắc giờ chăn gà chăn bò cũng tùy theo chỗ. Kế đó là diện ODB. ODB là những người bước qua đầu tiên thì bảo lãnh những người thân nhân của mình thì 10 năm sẽ qua được. Thì đó là đợt sống thứ hai là ODB. Rồi sau 75, những bác Việt Nam Cộng Hòa gọi là học tập cải tạo á, học mà học để ăn chuột với ăn rắn, ăn rít trong rừng á, không có thuốc men rồi chết bờ chết bụi á, thì học cái đó. Thì những bác đi học cải tạo ngoài Bắc mà ai trên 3 năm thì chính phủ Mỹ cho gọi là diện high officer before 1975 thì sẽ được qua Mỹ. Thì đến cái làn sóng đó là HO1 ra đời, gọi là HO High Officer, phải không? High Rank Officer, phải không? Thì đa số những người hôm nay lại con cháu là HO. Thì từ HO1 dài cho tới HO mấy ta? Hiện giờ tới HO cuối cùng chắc cũng nhiều lắm. Hả? Tới HO48 mà mốt đợt vậy là nhiều nghìn người lắm. À, nhiều người cũng đem con qua. Thì cái bà công chúa mà con của ông Long Dương á, là thuộc về HO à. Hình như là ông đại tá mà. Ông đầu bạc ông đại tá đó con. Thì ông cũng thuộc HO mấy ta. Có con 18. Có con 18 á. Của bà công chúa cũng 7-8. Con đi 46. Hả? Con đi 46. À thì hôm nay ngồi đây á là chim hiền hết rồi. Thì con 46 là con cuối cùng. Thì tất cả HO qua đây, cái làn sóng HO qua đây khủng khiếp. Nhưng mà nhờ HO á, mình mới duy trì được cái truyền thống của mình. Thì hôm nay sư phụ là trong gia đình HO cũng thuộc về rễ thôi. Tại vì sư phụ không có chính trị. Con thợ mộc, ổng đâu có biết gì đâu, đi lính gì đâu. Ổng làm gỗ mà. Nhưng mà bây giờ lấy công chúa, con có đại tá thì mình cũng thuộc về thành phần chim non, phải không? Gọi là HO chim hiền kế tiếp nói cánh
chấp cánh. Thì những làn sóng HO qua đây mang những tinh hoa, rồi những cái truyền thống và những cái kiến thức từ trường Thủ Đức, Sĩ quan Đà Lạt. Rồi những cái sự thật mà 100 triệu dân trong nước bị nhồi sọ, bịt mắt, bịt tai mà họ không có hiểu. Đó là những cái chiêu trò gọi là mị dân. Tất cả những gì Cộng sản nói từ 80 năm nay đều là nói láo, mị không. Đó là lý do tại sao Thiên Tâm Đạo đời Sư Phụ nói là Bi Chí Dũng là gì. Chả có gì là thật. Có ai tưởng tượng được Bác Hồ mà gan nó nổi mà cầm cục gạch đỏ nung á, mà đài phát thanh nó nói mà cả miền Bắc người ta tin không? Vậy mà ta tin nó cục gạch đỏ nung á. Có cái hình là sáng lên ổng nằm ổng hút xì ke nữa kìa. Đó có cái mấy đứa con nó mấy. Trời ơi ghê luôn á. Làm gì mà Bác Hồ cầm được cục gạch đỏ nung? Chuyện này là thiên tử, nửa người phàm, nửa là thánh mà còn chưa dám cầm nữa. Đụng điếu thuốc còn đau á con. Láo, vua láo, tỷ láo. Cho nên những ai mà làm mấy cái đài truyền thông của Việt Nam, trời ơi sau này á, khẩu nghiệp lắm, không chịu sám hối nha con, VTV rồi đó. Có con nhỏ gì mà đẹp đẹp mà nó nói tiếng ấy, anh vậy đó. Nhỏ gì ta, nhỏ đó thì chẳng qua là cũng có tiền đó nghe, nhưng mà phải sám hối thì nó sẽ xóa đi những cái láo. Người ta đưa mình mà mình đọc lên cho hàng triệu hàng vạn người nghe là mình có tội đó con. Trong cái luật Phật là có đại tội đó. Tại vì một người đầu tiên nói chỉ có một người biết, người kia nói một triệu người biết, mà chuyện không có thật thì con nghĩ nó tội khủng khiếp cỡ nào. Cũng giống như lời của Sư Phụ nói 5 năm nay đều là thật, là thiệt. Một lời nói về tất cả những kênh YouTube bên Việt Nam ngắt khúc khúc, rồi tất cả gia đình từ mũi Cà Mau cho tới ngoài Bắc, tất cả miền Tây Nam Bộ đều lấy kênh của Sư Phụ nghe bằng cái USB và bỏ lên TV, tại vì TV họ không có quảng cáo. Ăn cơm mà tối ngủ được tối ngày cũng nghe Sư Phụ. Người mà hôm nay mới biết Thiên Tấn Kiệt mà nghe clip 5 năm về trước, chỉ có khác cái mặt của nay là nó hơi nhăn phải không, già phải không. Có mặt hồi xưa là mặt baby, mặt còn trẻ, chỉ có khác nhau thôi. Nhưng mà lời nói vẫn là mới với người mới nghe. Cho nên không bao giờ những cái danh từ, những cái lời nói 5 năm nay chỉ có một cái là ngày xưa không có rành tiếng Việt, ăn nói nó không có giống như kiểu này. Bây giờ bị chửi nhiều quá, giờ nói nhiều.